Chào các bạn, bonjour, tôi là Ngọc Trân, je suis Ngọc Trân. Veuillez vous abonner à ma chaîne YouTube Sài Gòn Amour. Vui lòng đăng ký kênh Sài Gòn Amour để có thêm những video khác cùng đất Việt Kiều. Je suis devant le marché qu'on appelle le marché Bến Thành. Je vais interviewer un chauffeur de motocyclette. Il va parler de ce qu'il y a aujourd'hui. Tôi quay qua anh nha. Chào anh. Chợ rất là vắng, tại sao vậy anh? Dạ, nói chung là chợ Bến Thành này giờ khách nước ngoài nhiều, mà khách nước ngoài lại không qua được thì nó chợ nó vắng vậy. Chứ Việt Kiều thì cũng không có. Việt Nam thì lại không vô chợ Bến Thành. Đập hai lý nha. Personne, presque personne au marché parce qu'il n'y a plus de touristes étrangers ni de Vietnamiens qui habitent les pays d'étrangers qui reviennent. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a là-dedans. Tôi cho xin thấy sơ nha. Đây cái chợ nè. Rất là vắng người. Et de toute façon, c'est le 10e jour de l'année lunaire. Đây cũng là ngày thứ 10 của cái năm mới. Thì thực tế ra thì cũng bình thường, chợ nó cũng chưa đông lắm. Normalement, il n'y a pas beaucoup de gens au marché non plus, même pour les Vietnamiens, ngay cả đối với người Việt Nam. Các bạn xem nha. Đấy. Thôi, il y a presque personne. Rồi vậy mấy anh có khách không? Tại vì chợ nó bán cho em là chạy theo chợ, mà chợ bán không được thì hàng quá cũng không ra được, cho nên em cũng thành chịu lên. Cũng ngồi đây, nhưng mà cũng ngồi đây vậy. Mais lui, il y a moins de clients, mais il reste toujours ici. Comme il disait que parce que le marché, il n'y avait pas de clients, donc lui aussi ne peut pas faire son commerce. Ça veut dire amener les gens. Conduire les gens. Tức là anh cũng không có khách nhiều, không, hầu như không có khách vì chợ này là sống nhờ khách du lịch. Cảm ơn anh nha. Merci. Il faut savoir qu'il y a aussi un grand travail, de grands travaux de métro qui dure depuis 5 ans. Và cũng đừng quên là con đường này đang làm métro như thế này 5 năm rồi. D'après ce que disaient les autorités, ça va finir à la fin de cette année. Chính quyền thành phố thì nói là cuối năm nay là sẽ cho con métro chạy. Ça veut dire que les travaux vont terminer à la fin de cette année. Tức là những cái công trình này nó sẽ chấm dứt vào cuối năm nay và đường métro sẽ chạy thử. Le métro va être opérationnel. Bon, on ne sait jamais. Vous voyez, donc, et au fond, vous voyez aussi un grand immeuble. Và ở phía trong, các bạn thấy là cũng có công trình lớn, coi như là xây dựng khách sạn, rồi siêu thị rồi, theo anh. Voyez donc. Voyez. Et ça, c'est la bouche de métro principale. Đây sẽ là cổng métro chính. Il y a plusieurs bouches de métro. Vous voyez, là aussi, il y a une autre bouche. Et c'est normal parce que c'est une grande gare. Cái chuyện này cũng bình thường là vì đây là cái ga đầu mối này, nó có nhiều lối đi. Giống như ở Pháp, cũng như ở Paris, cũng như là ở Tokyo, cũng như là ở Singapore, ở Hồng Kông, ở Đài Loan đều như thế cả. Đó sẽ ở sáng là ở Paris, aussi bien que Singapore, que Taiwan, Hong Kong, etc. Et Tokyo, bien sûr. Parce que ça, c'est un métro qui c'est un travail mixte entre Vietnamiens et Japonais. Et c'est les Japonais qui financent ça. Và đừng quên đây là đường métro của người Nhật, người ta tài trợ ha. Việt Nam cũng có bỏ ra một ít tiền. Voilà, c'est que je... Donc, il y a pas beaucoup de gens qui circulent parce que
Il y a des c'est grand travaux vì cái công trình này nó lớn quá nên không có đi lại được trên con đường này. Ça c'est la rue Nguyễn Huệ, que vous connaissez tous. Đây là con đường Nguyễn Huệ mà nhiều người biết. Đó. Gọi gì? Et le marché Bến Thành aussi que pas mal de gens connaissent. Gọi gì? Chợ Bến Thành. C'est la porte principale. Đây là cửa chính vào chợ Bến Thành. Cho các bạn xem lại một lần nữa. Bon, je vous montre encore une fois. Hein? C'est triste. Comme il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de touristes. Không có khách du lịch nữa nên nó vậy. Et il ne faut pas oublier que c'est le 10e jour de l'année lunaire. Donc, on travaille au ralenti aussi. Và cũng đừng quên là đây là mới cái ngày thứ 10 của đầu năm mới âm lịch. Người ta cũng chưa có làm việc nhiều lắm. Oh, voilà. Bon, je vous dis au revoir. Ici Ngọc Trân. J'habite Hồ Chí Minh Ville. Et j'ai un channel, un YouTube channel qui s'appelle Sài Gòn Amour. Veuillez vous abonner à ma chaîne Sài Gòn Amour. Vui lòng đăng ký kênh Sài Gòn Amour để xem những video khác. Xin chào các bạn. Je vous dis au revoir. À la prochaine. À, cảm ơn các bạn.